Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 1 câu 26 đến câu 38. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Rabien đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã được hành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Kính thưa cộng đoàn, bước vào tháng 10, tháng Mân Côi, hình ảnh Đức Mẹ Mân Côi, một tay bồng Chúa Giêsu hài đồng, còn tay kia thì trao chàng chuỗi mân côi cho Thánh Đa Minh. Hình ảnh ý nghĩa này dìu chúng ta về với Đức Maria đầy ân phúc, mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng ta. Trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay theo Thánh Luca, chương 1 câu 26 đến 38, dìu ta về với Đức Maria đầy ân phúc, mẹ có phúc. Trước hết là vì mẹ đón nhận hồng ân, mẹ đã đón nhận hồng phúc khi thưa lời xin vâng. Mẹ có phúc vì mẹ có Thiên Chúa ở cùng. Mẹ có phúc vì mẹ đã cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và làm mẹ Chúa Giêsu là quả phúc lòng mẹ. Phúc của mẹ thật cao, vời vời khôn sánh. Nên giáo hội không ngớt lời lặp đi lặp lại lời mừng chúc, kính mừng Maria đầy ơn phúc, để tôn vinh mẹ. Nếu yêu và được yêu là điều hạnh phúc trong đời, thì Đức Maria rất hạnh phúc khi được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn, và chính mẹ cũng đầu tư vốn liếng cuộc đời, biết dành trọn vẹn tình yêu của mình cho Thiên Chúa. Mẹ được đầy ân phúc, mẹ cũng muốn cho con cái mình hạnh phúc. Vì mẹ nào, mẹ chẳng thương con. Mẹ tìm mọi phương thế để chúng ta được hạnh phúc. Một trong những phương thế ấy là hiện ra dạy chúng ta đọc kinh kính mừng. Để nhờ đời sống của chúng ta qua lời chiêm ngắm và suy niệm về cuộc đời của Chúa, mà yêu mến Chúa và theo Chúa mỗi ngày trung thành hơn, hầu đạt tới cõi phó trời vinh phúc. Truyền khẩu kể rằng, trước thế kỷ thứ 12, chưa có kinh kính mừng, các tín hữu với lòng yêu mến mẹ đã hái hoa hồng kết thành triều thiên dân kính mẹ, miệng ngâm nga mừng hát thánh thi. Có anh lái buôn kia, vì lòng sùng kính Đức Mẹ, anh muốn hái hoa dâng mẹ, nhưng vì công ăn việc làm không cho phép anh thực hiện, anh liền nghĩ ra một cách làm bù. Thay vì hái hoa dâng mẹ, anh đã đọc những lời của sứ thần Rabien trong ngày truyền tin, vì nghĩ rằng mỗi lần anh đọc những lời ấy cũng có giá trị như những bông hồng dâng lên mẹ vậy. Sáng kiến ấy được nhiều người thực hành theo. Đó là gốc tích kinh kính mừng hay lời kinh mân côi ngày hôm nay.
khởi đi từ lời của sứ thần Gabriel chào Đức Maria. Kính mừng Maria đầy ân phúc và lời xác nhận của bà Elizabeth. Em thật có phúc hơn mọi người nữ, vì đấng em mang, cưu mang, thật diễm phúc. Giáo hội đã dùng để chúc khen mẹ, đồng thời thêm vào lời khẩn cầu xin mẹ thương nâng đỡ phù trì. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Việc lần hạt mân côi là việc đạo đức được mẹ Maria yêu thích, là con đường sống tin mừng bình dân hữu hiệu và sâu sắc. Khi lần hạt mân côi là khi chúng ta suy gẫm các sự kiện hay biến cố đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ngoài ra, chúng ta có thể giáp mặt với cuộc sống thường nhật của chúng ta về niềm vui, nỗi buồn, những câu chuyện vặt, những thành công hay thất bại trong cuộc đời, trong đời sống thường nhật của chúng ta. Có lúc, chúng ta cũng đã thốt lên, việc này đã xảy ra thế nào mà chúng ta không hay biết. Có khi chúng ta không hiểu vì sao mình đã trải qua được những sóng gió của cuộc sống. Nhưng khi cùng mẹ ngụp lặn trong chàng chuỗi mân côi, chúng ta có thể nhận ra được câu trả lời với mẹ. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Tuy nhiên, với cuộc sống rộn ràng, làm sao chúng ta có thể cùng với mẹ lần hạt mân côi? Vâng, thật thế, cuộc sống của chúng ta luôn nhộn nhịp và rộn ràng. Đó là lẽ tự nhiên với những cái công chuyện trong cuộc sống cơm áo gạo tiền. Nhưng chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta làm chủ cuộc sống ở trần gian này. Do đó, dù cuộc sống của chúng ta có bận rộn hay không là do chúng ta quyết định. Việc lần hạt mân côi thực hiện hay không là do chúng ta sắp xếp. Nếu một người thật sự có lòng khao khát muốn thực hiện điều đó, chắc chắn người đó sẽ tìm thời gian để thực hiện. Chúng ta vẫn thường thấy những cụ già trên tay cầm tràng hạt. Các ngài đã tìm được giá trị của việc lần hạt, tìm được niềm vui, hạnh phúc và bình an khi lần hạt. Từ cái thấy nơi cụ ông và cụ bà, chúng ta dễ rơi vào xối ly nghĩ và lần cho rằng việc lần hạt cho các cụ ông, cụ bà là hợp. Không phải vậy. Mẹ Maria kêu gọi tất cả con cái của mẹ lần hạt mân côi, vì lần hạt mân côi là đem lại lợi ích cho mọi người. Thánh Louis de Montfort đã viết: những ai yêu mến đọc kinh mân côi là lời thiên thần, thì đó là dấu hiệu đặc biệt của ơn cứu độ. Như vậy, có thể nói, việc lần hạt mân côi là thái độ cùng với mẹ đáp lời với Thiên Chúa: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin được người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói, và sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa, cùng đón nhận ơn cứu độ trong từng ngày sống. Tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu, một tin mừng thu gọn, tóm lại trong tràng chuỗi mân côi. Đồng thời khi chúng ta lần chuỗi như vậy, tâm của chúng ta tịnh lại. Đặc biệt đối với những người trẻ ngày hôm nay đang sống trong thời đại tốc độ, mà người đọc như thế thì mất thời gian. Có khi chúng ta nghĩ như thế, nhưng sau này, khi chúng ta đọc lại lịch sử, chúng ta thấy đó là một phương pháp rất hay để giúp cho chúng ta tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Và chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải siêng năng lần hạt mân côi. Chúng ta phải cố gắng chiêm ngắm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Tràng hạt mân côi đơn sơ mà có sức mạnh kỳ diệu. Đức Thánh Gioan Phaolô II đã quả quyết: đây là lời kinh mà Ngài thích nhất. Đức Cố Giám Mục Du Xe Vũ Duy Thống đã sáng tác một bài hát với tựa đề Sao Em Không Lần Chuỗi rất ý nghĩa. Đây là lời mời gọi hãy lần hạt mọi lúc mọi nơi, lúc vui cũng như lúc buồn, buổi sáng cũng như buổi chiều, lúc làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, lúc thành công cứ như lúc thất bại, tuổi trẻ hay tuổi già. Nói tóm lại, lời kinh mân côi thấm đượm cuộc đời của người tín hữu trong mọi hoàn cảnh,
giúp họ tìm thấy sức mạnh và niềm vui trong cuộc đời. Kinh Mân Côi là chuỗi ngọc lời kinh của tình yêu mến hiếu thảo, cậy trông mà người Kitô hữu dâng kính mẹ. Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện tâm tình con thảo với Đức Trinh Nữ Maria trong tháng này. Mẹ, mến mẹ thiết tha, hồn ta chắc rỗi. Đó là khẳng định của Thánh Beesman. Thánh Gioan Maria Vianney cũng viết, trái tim mẹ Maria rất yêu dấu của chúng ta, đến nỗi bên trái tim mẹ, hết các trái tim người mẹ họp lại, chỉ là một tảng nước đã lạnh ngắt. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, và đặc biệt qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin cho chúng ta ngày mỗi ngày biết yêu mến tràng chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt Mân Côi, để chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, cuộc đời của mẹ Maria, để chúng ta đáp lại lời xin vâng như mẹ đã đáp lời xin vâng ngày xưa, để cho cái đời sống của chúng ta được chìm đắm trong sự thinh lặng cùng với mẹ. Chúng ta thưa lời xin vâng với Chúa ngày mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Tràng chuỗi Mân Côi rất đơn giản, dễ thực hiện mọi lúc mọi nơi trong cuộc đời. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể lần chuỗi được. Xin cho chúng ta đặc biệt cố gắng không phải chỉ trong tháng này, nhưng trong mỗi ngày sống, chúng ta hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.